tiên cho phép Thái Linh và Hữu Phúc được gửi đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, đang vui mừng trong niềm hy vọng và mong đợi ngày Con Chúa Giáng Sinh. Khi những ánh đèn màu đang được dâng cao trên khắp mọi nẻo đường của thế giới và những bản tình ca Noel được vọng lên từ những góc phố nhỏ, làm cho lòng người như càng cảm thấy ấm áp hơn, nôn nao hơn khi sống trong những giây phút chờ đợi hy vọng được sống lại biến cố lịch sử rất vĩ đại của Vũ Hoàng. Đó là biến cố giao duyên giữa đất với trời, giữa Thiên Chúa với loài người. Đêm nay, Noel về trên toàn thế giới, toàn thể vũ trụ lại một lần nữa sẽ được vỡ hòa khi tiếng chuông dồn dập vang lên từ khắp mọi nẻo đường giáo xứ, trong đó có giáo xứ Tân Phú của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, cùng với nhân loại, đêm nay chúng ta kỷ niệm một biến tượng, được một biến cố vĩ đại, một Thiên Chúa giáng lâm làm người để cứu độ ngàn dân. Đêm nay, đêm giao thừa của nhân loại, đêm khai mào một thế giới mới của Đức Kitô, một thế giới bao la kỳ diệu, được bao bọc bởi ân sủng của một tình yêu vĩ đại. Tình yêu vĩ đại của Đức Giêsu đã giải thoát trái đất khỏi sự giận dữ của Thiên Chúa sau khi Adam phạm tội. Vâng, đêm nay hoạt hẹn hồng trần đêm thánh diễn tả lại mầu nhiệm cứu độ của Đấng Messia, cứu độ toàn dân. Hồng trần là nơi đầy tội lỗi, đau khổ và bất hạnh sau khi Adam phạm tội. Thiên Chúa không bỏ rơi, nhưng Ngài đã sai chính Con của Ngài tuôn độ hồng ân, biến tội lỗi đau khổ thành hạnh phúc. Ngài là Con Thiên Chúa đến và cứu độ giữa mỗi người chúng ta, trong gia đình chúng ta và trong toàn thể nhân loại. Ngài đến biến đổi toàn bộ trong ngoài mỗi người chúng ta, ngõ hầu chúng ta được phúc làm con cái Chúa. Vâng, và giờ đây con xin trân trọng kính mời cha chánh xứ lên nói ý nghĩa Giáng Sinh và tuyên bố kết thúc Giáng Sinh Hồng Trần Đêm Thánh 2019 cho chúng con. Xin trân trọng kính mời cha. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để đón chào cha ạ. Thưa quý cha, quý tu sĩ, cùng quý ông bà anh chị em rất thân mến. Đêm nay là đêm thánh vô cùng. Đêm thánh vì chính Con của Thiên Chúa đến trần gian này để cho tất cả mọi người chúng ta được làm con của Chúa. Đó là điều mà chính Con một Thiên Chúa đến trần gian giáng sinh xuống làm người để đem lại cho tất cả mọi người chúng ta cái ơn cứu độ của Ngài giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi cái chết đời đời. Và đêm nay có lẽ tất cả mọi người chúng ta hãy gác lại tất cả mọi âu tư, mọi lo âu để mỗi người chúng ta sống mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa ngự trị giữa mỗi người chúng ta, để chúng ta trao cho nhau những ánh mắt yêu thương, những lời yêu thương và những cử chỉ yêu thương trong đêm thánh này. Thưa quý ông bà anh chị em, đêm giết nguyện hồng trần đêm thánh hôm nay được bắt đầu. Xin kính chào. Cộng đoàn dân Chúa hiện diện nơi đây kính cảm ơn những lời chia sẻ của cha chánh xứ. Tình yêu Thiên Chúa là công trình yêu thương kỳ diệu của Thiên Chúa. Ngài dựng nên trăng sao tinh tú vạn vật. Đỉnh điểm của tạo dựng là tạo dựng nên con người, cho con người làm chủ vạn vật và được làm con Thiên Chúa. Nhân loại được phúc làm người, hưởng phúc làm con, thừa hưởng tuyệt phẩm sáng tạo của Ngài. Xin dâng lời ngợi ca tình yêu Thiên Chúa. Nhân...
nhạc của Thế Thông qua phần trình diễn của các bạn Du Xe Anh Tú Nguyễn, Du Xe Ngọc Đức và Maria Lương Duyên. Xin trân trọng kính mời. Sao đưa con lên cao, ơi nào biết lấy chỉ mong.
một đời sự nghiệp giác ngộ loan báo thiên thành cho công nhân trần. Yêu thương kỳ diệu của Thiên Chúa, Ngài dựng nên trăng sao tinh tú vạn vật. Trái cấm là trái gieo sầu khổ nhất cho nhân loại, hậu quả là đau khổ và phải chết vì Adam Eva kiêu ngạo đòi bằng Thiên Chúa, quyền năng như Thiên Chúa nên đã nghe theo ma quỷ ăn trái cấm trái lệnh Chúa. Tội tổ tông đã truyền lại cho con cháu. Ngày nay, trái cấm vẫn treo trong nhà, trái cấm vẫn treo trên phố. Cạm bẫy tội lỗi luôn rình rập cái chết. Cái chết vẫn treo lơ lửng trên đầu chúng con. Xin Chúa đến cứu độ chúng con. Trái cấm do ca đoàn giáo xứ thực hiện. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
tiên tri của Đấng Messiah đã xuất hiện cho chúng ta qua lời tin báo niềm mong mỏi đợi chờ của nhân loại khao khát mong vị cứu tinh đến để giải thoát nhân loại. Tiên tri Isaiah đã loan báo kêu gọi toàn dân trong sa mạc hãy dọn đường cho Chúa.
Phần Maria cô chàng
đầy ân sủng. Đấng tối cao đã chọn cô, lòng cô tràn ngập niềm vui vì mạc khải này. Cô phải đến thăm người chị, cùng chị san sẻ niềm vui được làm mẹ, vì được Chúa cất đi nỗi tủi nhục nơi chị khi tuổi cao niên. Chào chị, Elizabeth, Maria, chị rất vui được gặp em. Này, Maria. Lòng ta tan nát đau thương, đời tôi sao
sống chờ đợi ta buồn lờ đi khăn gói quý trà đi. Thank you.
như vậy là ta đã nghi quan cho Maria rồi. Nàng thụ thai là bởi phép màu của Thiên Chúa. Con trẻ sẽ sinh ra, sẽ cứu độ muôn dân khỏi kiếp lầm than khốn khổ. Ta phải rước Maria về nhà của mình, vì đây là thánh ý của Thiên Chúa. Màn thứ tư, Đức Maria và Thánh Giuse trở về nguyên quán. Tại Nazareth, miền Bắc nước Do Thái, một đôi vợ chồng trẻ sống nghèo nàn. Tuy họ thuộc dòng dõi đại vương David, ông làm thợ mộc, bà đang chờ đợi đứa con sắp chào đời. Cuộc sống an tĩnh của hai ông bà tức khắc bị xáo trộn. Hôm ấy, trong khi dân làng đang họp nhau trong hội đường để cử hành ngày Sa-bát, tại kinh thành Roma xa xôi, chiếu chỉ của hoàng đế Caesar đã ban hành. Mọi người phải trở về nguyên quán để đăng ký hộ khẩu, không được chậm trễ. Sổ bộ ai không thi hành sẽ bị chém đầu, chém đầu. Thank you.
không ai cho trò đến cứu người mà người phớt lờ đi. Giàu sang ra thì lắm kẻ kiêu kỳ, nhưng nghèo khổ thì ai thèm đói đến. Ai đó? Bôi dao! Này ông ơi, tôi là gánh đường xa, trời đang mù sương khuya, màn đêm đã xuống rồi. Nguyện vì dân Thiên Chúa, xin ông cho chúng tôi một chỗ trú qua đêm. Xin ông thương vì mang tôi ngày giờ đã tới. Xin ông thương người nghèo khó vì danh Chúa Trời. Khổ quá! Thần rưng tin, thần không ai vì quan thân cho đời. Thần rưng tin, thần không ai vì ông đơn qua buồn. Thôi xin ông vui lòng đưa bà đi tìm nơi quan thân. Thôi xin ông đưa bà đi vì đã tối rồi. Đi ra ngoài cánh đồng kia, ở đây có cái chuồng bò, ở đó tha hồ mà ở. Khỏi mất tiền, khỏi mất tiền.
trên cánh đồng. Các cậu trai với khuôn mặt rạng nắng, ăn mặc rách rưới đen đủi, đang nằm nghỉ sau những ngày mệt nhọc vất vả sức bò đường đi ăn cỏ. Các em bé cũng mong vị cứu Chúa sinh ra để giải thoát nhân loại khỏi cảnh khốn cùng. Lúa hồng đêm ơi, dắt châu bò về, trời tối rồi. Oh.
chẳng có, chỉ nhờ hơi thở của vài con lừa. Như thế thì làm sao đứa bé chống chọi được cái lạnh mùa đông giá rét, tuyết răng kín trời. Thế là đứa bé òa khóc. Tôn kính đang
ngự trị nơi hang lửa chật hẹp. Maria giới thiệu con trẻ cho các mục đồng, đứng cứu độ trần gian sao quá bé nhỏ nghèo hèn. Bethlehem là thế giới đang ngủ say, trong khi tại hang đá các mục đồng đã dựng lễ Giáng sinh đầu tiên. Jesus,
sau hoài mà sao chưa thấy tới. Mẹ đét ơi, anh sao đi đến đây sao mất tiêu rồi cả. Trời, ngài đi đâu mà ngơ ngơ ngác ngác vậy? Tâm trí ngài để đâu mà đi đụng vô tôi rồi? Xin lỗi nghe, tôi mãi đi tìm anh sao nên mới đụng vô anh đó. Ủa, hay anh cũng đi tìm vua trời mới sinh ra hả? Ừ, chúng tôi cũng mới vừa gặp nhau nè, đang tính cùng nhau đi tìm vua trời. Vậy anh cùng đi với chúng tôi không? Có chứ, theo anh sao mấy bữa nay rồi, anh sao đến đây mất tiêu luôn. Chúng ta biết tìm đâu bây giờ? À, đây là nước Do Thái, vậy chúng ta đến hỏi vua Herodê xem sao. Vậy chúng ta cùng đi. Các ông đi đâu? Có chuyện gì? Chúng tôi xin bái kiến vua Herodê. Đợi xíu nghe. Tông bệ hạ, có ba vua nước láng giềng xin bái kiến. Được, chúng tôi mời vào. Xin kính chào bệ hạ. Giảm tế, giảm giảm tế. Các khanh hãy bình thân, các khanh gặp ta có chiều chi trình đâu. Chúng tôi được mộng báo vua dân Do Thái mới hạ sinh, hiện nay ở đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của người bên trời đông, và chúng tôi đến để chiều bái người. Ủa, có chuyện này sao? Sao ta không biết? Âu vua này đe dọa ngai vàng của ta. Linh đâu? Dạ, ngươi hãy triệu tập các bộ sĩ danh tiếng nhất đến đây cho ta. Tôn chỉ. Luật sĩ đâu? Mời vào. Xem sách nào có ghi chép về vua dân Do Thái mới sinh hạ. Tôn chỉ. Dạ môn tâu bệ hạ, sách có chép rằng tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì đã được các tiên tri loan báo, còn ngươi Bethlehem Ephrata, ngươi chỉ là thành phố nhỏ trong nước Giu-đê. Từ ngươi sẽ xuất hiện cho ta ngài chỉ gì Israel, và ngài sẽ xuất hiện từ khởi đầu, từ vĩnh cửu hết. Trời, có chuyện này sao? Đúng vậy, các khanh hãy đi truy cứu do hỏi tường tận về hài nghi cho ta, và khi thấy hãy báo lại cho trẫm để trẫm cũng đến chiều bái người. Xin bái biệt bệ hạ. Quân đi đâu? Dạ, hãy đi bên lên giết chết con trẻ từ hai tuổi trở xuống cho ta. Giết hết, giết hết cho ta. Dạ. Yeah.
chốn phương xa theo vì sao chúng tôi tìm tới, từ chốn phương xa theo vì sao chúng tôi tìm tới, tới tìm thờ, tới tìm thờ của trời. Từ chốn phương xa theo vì sao chúng tôi tìm tới, từ chốn phương xa theo vì sao chúng tôi tìm tới, tới tìm thờ. Con kính dâng lên lễ
Chúa, ngôi lời là ánh sáng đã thật sự là người, đã tỏ mình cho từng người chúng ta trong đêm nay. Ngài chính là Hài Nhi Giê-xu, con Thiên Chúa đã xuống trần chiếu tỏa ánh sáng tình yêu, đem hạnh phúc, bình an và ơn cứu độ của Chúa cho mọi người chúng ta. Chúng ta hãy vui mừng, cảm tạ và tung hô Ngài, đồng thời hãy biết sống và loan truyền ánh sáng tình yêu vĩ đại ấy cho nhân loại, có hầu thế giới được hạnh phúc, bình an và được cứu độ. Xin Chúa Giê-xu hài đồng chúc phúc lành và giúp chúng ta trở thành ánh sáng chỉ đường, ánh sáng phục vụ yêu thương, ánh sáng an bình của Chúa Giáng sinh. Xin Đức Emmanuel ở cùng nhân loại chúng con. Và sau đây, xin mời cộng đoàn cùng chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng để bước vào Giáng sinh trong giây phút thiêng liêng trọng đại. Chúa đến viếng thăm từng tâm hồn mỗi người chúng ta. Đêm Noel, chúc mừng.